Chào mừng các bạn đến với video đếm bò trên đồng cỏ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đếm có bao nhiêu con bò đang tung tăng trên cánh đồng xanh mướt này nha. 1, 2, 3. Wow, nhìn kìa, chú bò đang tung tăng chạy trên đồng cỏ. Ôi, 4 con. 4 con. Các bạn có thấy con bò đó không? 5. Ôi, các bạn thấy con này nó chạy một mình đơn lẻ luôn. 5 con rồi đó nha. 6 con. Chúng nó đang chạy rất là vui vẻ. 7 con. 7 con rồi nha. Chúng đang chạy rất là đáng yêu phải không nào? 8 con. 10, đáng yêu quá. 9 con. 10 con. 11 con. 11 con. Vậy là chúng ta đã đếm đủ 11 con bò rồi đó. Cảm ơn các bạn đã tham gia đếm bò với mình nha. Đừng quên bấm like đăng ký.